The farm. Nó bán 1.000 đô. You are not inside the pepper farm. A little spicy, yeah. Spicy off the words. Dry scene. 1, 2, Emily, 3. Chào cả con, chào các bạn. Đây là kênh duy nhất về một gia đình nước ngoài đang sống ở Việt Nam, nói bằng tiếng Việt và đi bãi sau ở Phú Quốc. Có thể đi rất trắng. Mình không thấy bao giờ cát như là trắng thế. Wow, so cool. You like it? Yeah, so nice. Bãi biển này gọi là bãi sau, rất là nổi tiếng ở Phú Quốc, nằm ở miền Nam đảo Phú Quốc. Nhớ đăng ký kênh, đặt thông báo và like video này. Steffi và Amy thay đổi thì mình bây giờ đi ăn một nhà hàng. Nhà hàng có cả đồ Tây phù hợp với Steffi và Amy. Steffi rất thích cầu thang ở đây. Amy thích biển. Bây giờ Steffi và Amy sẽ đi bơi. Kiểm tra nước ở đây như thế nào. Alright, let's go. Emily, Steffi ở đâu? Emily không biết. Nhìn kia. Đây là nồi cá. Ôi trời ơi, Steffi thành nồi cá. I like cuộc sống bình thường. Steffi, my child, wake up, become a human again. 1, 2, Emily, 3. Yes, Steffi is back. Steffi, come on, stand up. Stand up. This is Steffi. Steffi is back. Bác John đã rất sợ. Bác John đã suy nghĩ Steffi là thành người cá luôn và có thể người khác sẽ cào cá và ăn thịt của Steffi. Bây giờ on rồi. Emily, what are you doing? That was the sandcastle. Now it's broken. Một bên mình thấy có biển rất sạch, cát sạch, có thể chụp rất nhiều hình quá đẹp. Còn đi bãi biển thì hơi sợ vì có nhiều giao thông. Còn bên này mình thấy rất là buồn vì có rất nhiều rác. Mình rất sợ 6-7 năm mình đến đây sẽ không có bãi biển nữa, sẽ có toàn rác, bãi rác luôn. Các bạn các con ơi, giúp thiên nhiên đừng vượt rác. Đi phía bắc từ bãi sau thì mình sẽ đến chùa Hộ Quốc. Bây giờ Steffi và Amy đi chùa Hộ Quốc. Steffi và Amy có thích chỗ này không? Thích. Ở đây rất đẹp. À, nhìn kia có cả rainbow. Mình xem cả rainbow bên kia. Steffi và Amy thích ở đây cái gì? Steffi thích được. Đây như này đẹp lắm. Còn Amy thích cái gì? Amy thích cơm rong bên kia. Bà thích cái gì? Bạc John thì rất thích nhà, mấy nhà ở trên. Thiết kế rất đẹp. Rất muốn đi lên bên kia và xem. Trong này thực sự rất là đẹp và rất là yên tĩnh. Thì mình có thể đến đây và nghỉ ngơi một thời gian nào đó. Amy muốn lấy vào nhà. Bà ơi, ở đây viết cái gì? Đâu không? Ở đây. Nhớ đăng ký kênh, đặt thông báo và like video này. Ở đây là Lý Thương Kiệt đã viết. Cái gì bác John chưa biết phải đọc kỹ. Em muốn đi bên kia. Để làm gì Amy? Để xem. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Ok, let's go. Cởi dép con nhé. Thank you.
to a pepper farm. We're gonna see how the pepper grows. Do you know, children? No. No, I don't know. So we will see how people grow pepper, and I hope we will try some pepper. Yeah. let's come over there. As they say, it's all organic, all natural, but we will check it out. Hello, dog. It's all way there. Come with us. Hey, we are at the pepper farm, and the first thing we're gonna do, we're gonna drink some pepper tea. Stephanie, you try first. I'm a little this bit afraid. This is pepper. You've got pepper already. I'm gonna try it well. Sorry. Daddy. Sorry, I'm sorry. Yummy. It's sweet. And a little bit spicy, yeah. And spicy afterwards. Just a little bit, Steph, it's spicy. It's sweet and spicy. It's like ginger, but sweeter and spicier. They said it was good. We'll check it out. Oh. Wow, so cute. This one is pepper farm, okay? Okay. You are already inside the pepper farm. Peppers and the white pepper in the same plant, in the same vine. From the flower to be ready to harvest, it takes you around 8 months. Now you can see just the pepper only, huh? For first 3 years, you don't have pepper, you don't have money also. You need to maintain your mind if you want to be the pepper farmer. First 3 years, no money, no pepper. This one, you have the green pepper, red pepper also. Okay. This one already 8 months. Green pepper will be dry up and then become black pepper. The red pepper, you harvest, you separate them, you dry up them, they become red pepper or pink pepper. Peel out the skin, you will be have the white pepper. Các con có nhận ra đây là quả nào? This is my smoothie. It's made of mango, yogurt, and honey. Honey is also from this farm. Banana. Ah, and banana as well. Wow. Can you try? Good. We're gonna eat some papaya salad and vegetables with beef, and you see, with lots of pepper. Hôm nay sẽ phải em chào quốc danh phân. Very hot because there is too much pepper. Mixed pepper, white pepper, chili, chili with salt, black pepper, even pepper tea, which was really good, but spicy. But well, I liked it. I want mat-om. Mat-om, that's honey. Children, look here. Do you know this? No. Yeah. This is Maya. Uh-huh. Now we're gonna go to the bee farm. Have you ever heard bee farm? Hope we're gonna try some honey there. And if we like, we're gonna buy some honey. But most importantly, you will understand how to make honey, how bees make honey. Xin chào các bạn, đây là Ken, Steffi và Amy. Đây là Ken duy nhất về một gia đình nước ngoài đang sống ở Việt Nam, nói bằng tiếng Việt và đi nông trại con ong ở Việt Nam, ở Phú Quốc luôn. Nhưng bạn có biết là cái mũi kim của con ong nó rất là tốt cho cái sức khỏe của mình. Ở nước ngoài thì một mũi, một gam nọc ong thì nó bán 1.000 đô, nó chỉ chích một lần thôi. Và cái con ong mà chích mình là con ong cái, bởi vì con ong đực nó không có cây kim. Cho nên đó là lý do tại sao chỉ có 5% số ong đực ở trong một cái tổ ong. Tuyệt vời, em rất sợ. Sợ cái gì? Sợ con ong. Con ma. Con ong. Mà đây không có con ma, tại sao mà sợ? Con ong. Cái nhiệm vụ của nó là chỉ có việc là giao phó với những con ong chúa khác. Thì trong một cái này có bao nhiêu con ong? Trong một tổ ong thì có khoảng 10.000 đến 80.000 con ong. Nhưng mà duy nhất chỉ có một ong chúa. Thực ra nó làm việc như là một cái máy đẻ. Một ngày nó phải đẻ tới 1.000 đến 3.000 trứng. Có cái vòng đời sống lâu nhất đến 3 đến 5 năm. Một cái nó chỉ sống khoảng 2 tháng hoặc là 7 tuần. Ong nó không thể ngủ. Nó làm việc cho đến khi nó gãy cánh nó chết.
thì trái sầu riêng nó không có giống như những cái loại quả khác là mình có thể hái trên cây. Thì trong một cái vườn gì rất là nhiều quả, nhưng mà chỉ có một vài quả nó rụng trong một đêm vậy thôi. Lý do tại sao nếu mình là một cái người bán sầu riêng thì mình không thể nào mình đợi mỗi ngày nó rụng mỗi quả, mà bằng cách là mình phải là cắt khi nó chưa có chín. Có một số người ở ngoài thị trường thì người ta phải bắt buộc phải ngâm thuốc để bảo quản cho nó lâu hơn. Cái mít ở đây là loại mít Thái có quả lớn nhất trên trái đất này, trên thế giới này. Quả to nhất ở đây mình từng có là 35 kg. Wow. Có rất nhiều thứ, nó có ngô, có chuối. Và ở trên mình sẽ dùng cái mật ong này. Thì chắc là mình phải sử dụng tia này, tia đặc biệt cho mật ong để lấy nó ra. Đấy, như này. Để trên đấy. Đẹp như này và chắc là rất là ngon. Tôi bây giờ cảm giác như là tôi là Winnie the Pooh. Hey, con gấu, mà thích ăn mật ong. We ordered some drinks with honey. Quả gì? Quả quất? Quả như này. Đăng ký kênh và like video này và viết comment. Còn ngon không? Ngon. Ngon. Em có muốn thử? Muốn?